Man City vô địch, họ vô địch như một thói quen, và khi thành công được lặp đi lặp lại như thế, đó chính là tiếng nói của đẳng cấp. Đẳng cấp đấy nếu được duy trì trong một quãng thời gian dài thì sẽ tạo nên sự vĩ đại, và đó sẽ là câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói về sự vĩ đại của đế chế Manchester City do Pep Guardiola một tay góp công xây dựng nên. Trong lịch sử bóng đá Anh không thiếu những đội bóng từng áp đảo trong một giai đoạn lịch sử. Ngược dòng với quá khứ, Liverpool từng có một giai đoạn huy hoàng khi giành được đến 7 chức vô địch trong 9 mùa giải từ 75-76 đến mùa 83-84. Đội bóng cũng có một giai đoạn huy hoàng thế này là Manchester United từ mùa 92-93 đến mùa 2000-2001. Họ cũng đã đăng quang 7 trên tổng cộng 9 mùa bóng. Kỷ lục số lần vô địch liên tục đang dừng lại ở con số 3. Có 4 đội bóng đang giữ kỷ lục này. Huddersfield vô địch 3 mùa 23-24, 24-25, 25-26. Liverpool từ 81 đến 84, Manchester United từ 98-99 đến 2000-2001. Và cuối cùng là Man City từ 2020-2021 đến 2022-2023. Không dừng lại ở đó, Man City đã bứt lên để trở thành đội bóng đầu tiên vô địch 4 mùa liên tiếp tại Anh. Man City vừa chính thức đăng quang Premier League 2023-2024. Chức vô địch mùa giải năm nay đã giúp họ phá kỷ lục của chính mình và Manchester United khi trở thành câu lạc bộ đầu tiên vô địch giải đấu trong 4 lần liên tiếp. Để biết được kỷ lục này kinh khủng cỡ nào, chúng ta hãy cùng xét từ thời điểm Ngoại hạng Anh ra đời vào mùa giải 92-93. Khi đó Man United trở thành thế lực thống trị bóng đá xứ sở sương mù với 4 chức vô địch Premier League trong 5 mùa giải đầu tiên. Thế nhưng họ lại bị Blackburn Rovers phá đám ở mùa giải 94-95, khiến Man United chỉ có thể vô địch 2 năm liên tiếp. Và cũng trong chính mùa giải đó, cổ động viên Man United vô cùng tiếc nuối khi Blackburn đã thua Liverpool ở vòng đấu cuối cùng. Điều này đồng nghĩa Quỷ Đỏ chỉ cần thắng West Ham ở Upton Park là lên ngôi vô địch. Thế nhưng đội bóng phía Tây London đã cầm chân Manchester United với tỷ số 1-1, khiến đội chủ sân Old Trafford về nhì chung cuộc. Nếu chiến thắng ở trận đấu ngày hôm ấy, lẽ ra Man United đã có thể vô địch giải đấu đến 5 lần liên tiếp. Sang đến mùa giải 2001-2002, Man United lại có thêm một cơ hội nữa để lần thứ 4 liên tiếp vô địch. Nhưng điểm mấu chốt của mùa giải này là sai lầm của Sir Alex Ferguson khi ông tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau khi khép lại mùa giải. Chính những phát biểu đó của vị chiến lược gia người Scotland khiến các thủ trở nên thiếu động lực và xuống dốc không phanh. Kết thúc mùa giải năm đó, Man United chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 3 với khoảng cách ít hơn nhà vô địch Arsenal đến 10 điểm. Tiếp nữa là mùa 2009-2010, trận thua tai hại 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Chelsea ở vòng đấu thứ 33 khiến Man United lại một lần nữa chẳng thể vô địch 4 mùa giải liên tiếp. Xuyên suốt lịch sử của giải đấu, Man United đã có ít nhất 3 cơ hội để tạo ra kỷ lục này. Nhưng đoàn quân huấn luyện viên Sir Alex Ferguson chẳng thể nào làm được. Phải đến khi Pep Guardiola đến đây, ông mới tạo ra sự khác biệt và phá giải luôn lời nguyền của Manchester United. Và chúng ta hãy thử so sánh với các giải đấu khác xem chuỗi vô địch của một đội bóng kéo dài nhiều nhất là bao lâu. Đầu tiên là tại La Liga, Real Madrid có 36 lần lên ngôi vô địch, nhưng chuỗi dài nhất của Los Blancos cũng chỉ là 5 năm từ 1960 đến 1965. Đội bóng xếp thứ hai là Barcelona có chuỗi 4 lần vô địch liên tiếp từ năm 1990 đến 1994. Và chính Pep Guardiola là thành viên trong Dream Team của Thánh Johan Cruyff đi đến 4 chức vô địch này. Sang đến Bundesliga thì Bayern Munich thể hiện sự thống trị tuyệt đối với 11 chức vô địch liên tiếp từ năm 2012 đến năm 2023. Trước khi bị Bayer Leverkusen cắt đứt chuỗi, còn tại Serie A thì Juventus vẫn là ông vua quốc nội với 9 chức vô địch Scudetto liên tiếp từ năm 2011 đến 2020. Tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, Ajax là đội bóng có số lần vô địch nhiều nhất với 36 lần. Nhưng chuỗi danh hiệu liên tiếp dài nhất của họ cũng chỉ là 4 từ năm 2010 đến năm 2014. Giải vô địch quốc gia Scotland nổi tiếng với chỉ hai đội bóng là Celtic và Rangers khi họ thay nhau vô địch giải đấu. Trong đó Celtic có chuỗi 9 lần vô địch liên tiếp từ 2011 đến 2020. Thật ra con số đó sẽ là 13 nếu như Rangers của Steven Gerrard không ngắt mạch ở mùa giải 2020-2021. Còn về phía đại kình địch của Celtic, Rangers cũng có chuỗi 9 lần vô địch liên tiếp từ năm 1988 đến năm 1997. Người ta đánh giá rằng những chức vô địch của Manchester City thậm chí còn có độ khó cao hơn. Bởi lẽ trong 4 mùa giải gần nhất, họ đã phải đụng độ với hai cường địch, Arsenal và Liverpool. Đó là giấc mơ cuột khởi của hai đội bóng trên. Thử hỏi các Liverpoolian xem, có ai mà không muốn Klopp có thêm một chiếc cúp Premier League hay không cơ chứ? Hay thử hỏi các The Gunners xem, cảm giác đã cố gắng đến tận cùng rồi mà vẫn hoàn toàn bất lực trước sự ổn định đến điên rồ của Man City. Đại đa phần người hâm mộ đều gọi Man City là nhà vô địch, người tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi có 4 lần liên tiếp vô địch Premier League. Nhưng đối với một vài người khác, họ được gọi là kẻ đánh cắp giấc mơ.
không chỉ là một mà là hai giấc mơ. Đầu tiên là giấc mơ lên ngôi vô địch sau 20 năm ròng rã chờ đợi của pháo thủ. Họ đã là một tập thể tiến bộ không ngừng qua từng ngày và cho thấy mình xứng đáng với chức vô địch. Họ đã vượt qua chính mình, vượt qua dấu hiệu về một chu kỳ buồng để chiến đấu tới cùng cho một chức vô địch. Man City cũng đã tàn bạo cướp đi một giấc mơ khác, đó là giấc mơ muốn đem về chức vô địch của Liverpool để tri ân ông thầy Klopp trong mùa giải cuối cùng. Thực ra cũng chẳng trách được đoàn quân của Pep, cái chính là tự tay từ Klopp đã đánh mất lợi thế của mình. Nếu phải trách Man City một điều gì đó, tôi chỉ có thể trách họ đã quá hay và chắc chắn trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Man City có bất ngờ thua giống như hai đội còn lại trong cuộc đua tam mã không? Tất nhiên là có, đó là thất bại tối thiểu khi hành quân đến sân nhà của Aston Villa. Nhưng sau đó thì sao? Đoàn quân của Pep Guardiola bất bại liền một mạch cho đến tận vòng đấu cuối cùng. Đó là chuỗi 21 trận, không biết mùi thất bại của tờ Citizen. Trong đó là 18 trận thắng và chỉ 3 trận hòa. Họ đã bứt phá một mạch đến chức vô địch với tổng cộng 54 điểm giành được. Có thể về mặt thống kê, Man City sẽ thua kém Arsenal ở một vài khía cạnh. Ví dụ như ở thông số để thủng lưới, hoặc có đôi khi phong độ của Man City cũng không bằng với Arsenal. Ví dụ như là ở thời điểm đầu năm 2024. Thế nhưng đoàn quân của Pep cho thấy một khác biệt duy nhất chính là bản lĩnh. Họ duy trì được điều đó qua từng trận đấu và duy trì được cho đến tận vòng đấu cuối cùng. Khi lên ngôi vô địch, Rotary đã từng nhận xét thế này về Arsenal. Tôi cho rằng khác biệt lớn nhất giữa Man City và Arsenal nằm ở tinh thần và bản lĩnh thi đấu. Họ hành quân tới Etihad và dựng xe buýt trước khung thành. Tôi nhìn được ánh mắt cầu thủ Arsenal rằng họ không hề muốn chiến thắng, họ chỉ nghĩ về một trận hòa. Nếu là Man City, chúng tôi sẽ không thi đấu với tinh thần đó. Ở một khía cạnh nào đó, Rodri đã phần nào đứng về nhận định của mình. Một nhà vô địch cần đánh bại tất cả những kẻ mạnh để hiên ngang lên ngôi. Arsenal vẫn chưa làm được điều đó, có lẽ họ nên thử lại một lần vào năm sau. Thêm vào đó, mùa giải này Man City đã có Foden tỏa sáng rực rỡ trong những trận đấu then chốt. Mùa trước đã có Haaland và mùa này là Foden. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa chẳng còn gì xứng đáng hơn. Sau tất cả, Man City xứng đáng với những gì mà họ đạt được. Gọi họ là cải đánh cắp giấc mơ chỉ một cách gọi ẩn dụ cho sức mạnh vô đối của nửa xanh thẻ Manchester. Sự vĩ đại của Man City không chỉ được xây dựng trong ngày 1, ngày 2. Trước Pep, Man City cũng đã giành được 2 cúp trong vòng vỏn vẹn 3 năm từ mùa 2011-2012 đến 2013-2014. Pep cũng không phải là người khai sinh lập địa ra thành công mà là nhờ vào những đồng tiền Trung Đông kèm một chính sách hợp lý cơ. Thế nhưng Pep chính là người đã biến những tiềm lực mạnh mẽ thành những kết quả được cụ thể hóa trên sân cỏ. Hãy cùng so sánh chuyên sâu Man City trước và sau khi có Pep khác nhau như thế nào nhé. Một trong những điều tạo nên một đế chế Manchester City hùng mạnh chính là sự xuất hiện của Pep Guardiola. Đúng là không thể phủ nhận một phần nhờ có sự đầu tư từ giới chủ Ả Rập. Tuy nhiên chúng ta có thể so sánh thời điểm Man City khi có và không có Pep khác nhau nhiều thế nào. Họ vẫn có tiền đấy, nhưng nếu không biết sử dụng đúng cách thì số tiền ấy vẫn trở nên vô dụng. Tính tổng quan kể từ khi Man City được sự đầu tư từ giới chủ Ả Rập, họ đều thống trị, áp đảo toàn bộ các thông số từ bàn thắng, bàn thua cho đến cả số điểm trung bình thu thập được qua từng mùa giải. Nhìn vào số điểm, chúng ta thậm chí thấy nửa xanh thành Manchester bỏ xa đối thủ hơn 10 điểm. Quả thật sau 15 mùa giải, cái tên Manchester City đã trở nên có chỗ đứng trong làng bóng đá xứ sở sương mù. Mọi thông số đều khá vượt trội, họ là đội duy nhất để thủng lưới dưới 40 bàn trong suốt giai đoạn này, thậm chí nó ở mức 33,7, kém 11 bàn so với đội nhận nhiều bàn thua nhất trong nhóm Big Six là Tottenham. Còn ở mặt trận tấn công, The Citizen cũng là đội duy nhất chạm được mốc hơn 80 bàn, cụ thể là 86,9 bàn thắng. Cả công và thủ đều rất toàn diện, tạo nên một Man City thách thức tất cả. Tuy nhiên, kể từ khi có sự xuất hiện của Pep Guardiola, một sự thay đổi mạnh mẽ và cải thiện đáng kể đã xuất hiện. Cụ thể là từ mùa giải 2016-2017, đây là mùa bóng có thể được xem là làm nháp và thích nghi với môi trường đặc thù của bóng đá Anh, cho nên Pep chỉ có thể về thứ ba. Thế nhưng sau đó 7 mùa giải kế tiếp, Man City lên ngôi vô địch tận 6 lần và thật sự các con số đều không biết nói dối nếu chúng ta nhìn vào bảng thống kê. Nó càng chứng tỏ sự tiến hóa đến đáng sợ của đội chủ sân Etihad. Với Pep trên băng ghế huấn luyện, Man City giành được số điểm trung bình lên đến 89,5. Nếu như xét tổng giai đoạn từ 2009 đến 2024, Man City cách đội xếp sau điểm trung bình hơn 10 điểm, thì giai đoạn này xuất hiện Liverpool của Jurgen Klopp cũng chơi cực hay nên khoảng cách điểm trung bình của hai đội chỉ là 7,4 mà thôi. Tuy nhiên nếu không có được Klopp, con số này tăng gần gấp đôi với khoảng cách 18,6 điểm. Xét về số bàn thua, đội có được con số thấp hơn nếu so với toàn giai đoạn, cụ thể là 31,1 bàn thua. Mặt khác, số bàn thắng chứng kiến khoảng cách lớn lên đến 94,4 bàn. Tất cả mọi thông số trong giai đoạn của Pep Guardiola đều cho ra kết quả cao hơn so với tổng thời gian từ năm 2009. Điều này chứng tỏ sự xuất hiện của vị chiến lược gia người Catalan đã tác động rất mạnh mẽ và tích cực đến nửa xanh thẻ Manchester. Nhờ vậy, chúng ta cũng được chứng kiến nhiều danh hiệu cá nhân hơn thuộc về cầu thủ Man City ở thời kỳ đầu dưới tay các ông chủ Ả Rập.
Man City có được những danh hiệu cá nhân sau: 2 chiếc giày vàng, 1 cầu thủ xuất sắc nhất mùa, 4 găng tay vàng. Khá thú vị là đến thời điểm của Pep, Man City đua ở đủ mọi mặt trận. Những danh hiệu cá nhân sau 8 mùa giải của Pep bao gồm 2 chiếc giày vàng, 5 cầu thủ xuất sắc nhất mùa, 3 găng tay vàng và 4 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Đặc biệt nhất chính là mùa giải 2022-2023 khi Erling Haaland chiến thắng luôn cả 3 danh hiệu: cầu thủ xuất sắc, cầu thủ trẻ xuất sắc và chiếc giày vàng ngay trong mùa đầu tiên cập bến. Từ ngày Abramovich mang bao thải tiền đến với nước Anh với dự án Chelsea Mourinho thì cuộc chơi Premier League đã thay đổi mãi mãi. Pep trước giờ nổi tiếng với việc chi rất nhiều tiền để thành công. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng các ông chủ của Man City không điên mà chi ra hàng tấn tiền cho một người không có năng lực nhìn người. Cuộc chơi này bắt chúng ta phải chi tiền, song chi bao nhiêu và chi có hiệu quả hay không mới là thứ làm nên được quan tâm. Và Pep chính là một tay tiêu tiền táo bạo kiểu như thế. Kể từ khi gia nhập Ngoại hạng Anh, Pep cùng với Man City đã chi ra đến tận 1,51 tỷ euro để đem về những cầu thủ chất lượng, nâng cấp đội hình và đạt được những thành công như hiện tại. Trong danh sách những cái tên đã cập bến sân Etihad dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha, Jack Grealish là cầu thủ đắt giá nhất. Cựu đội trưởng Aston Villa được đem về với mức giá 117,5 triệu euro. Xếp ngay sau danh sách này là trung vệ Josko Vardion với giá trị 90 triệu euro. Điều này biến cầu thủ người Croatia trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới. Ba cái tên còn lại trong danh sách này là Ruben Dias, Rodri và Riyad Mahrez với giá trị lần lượt là 72, 70 và 69 triệu bảng. Chi nhiều tiền là vậy, tuy nhiên nếu tính từ thời điểm Pep đến Ngoại hạng Anh thì chi tiêu của cựu thuyền trưởng Barca chưa ăn nhầm gì so với Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge đã chi đến tận 2,11 tỷ euro kể từ mùa giải 2016-2017. Tuy nhiên cũng cần phải có một lưu ý là chỉ trong 2 mùa giải dưới thời Todd Boehly, Chelsea đã chi ra hơn 1 tỷ euro để càn quét trên thị trường chuyển nhượng. Đó cũng là thời điểm mà các đội ở Ngoại hạng Anh rất cẩn thận trong việc chi tiêu. Xếp thứ hai trong danh sách vung tiền chính là Man City. Như đã biết, đội chủ sân Etihad đã chi ra đến tận 1,51 tỷ euro kể từ khi Pep đến. Xếp ở các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt là Man United, Arsenal và Tottenham. Dù chi ra tiền như vậy nhưng các đội bóng cũng đã kiếm lại khá từ việc bán cầu thủ của mình. Vẫn tiếp tục là Chelsea và Man City thống trị ở hạng mục này. Theo những số liệu thống kê từ mùa giải 2016-2017, Chelsea dẫn đầu danh sách thu thập từ việc bán cầu thủ với 1,1 tỷ euro. Xếp thứ hai là Man City với 701,07 triệu euro. Trong số đó có những cái tên tiêu biểu đã rời sân Etihad như Raheem Sterling, Gabriel Jesus và đặc biệt nhất là sản phẩm cây nhà lá vườn Cole Palmer. Ba vị trí tiếp theo thuộc về Liverpool, Leicester và Everton. Tất nhiên là trong danh sách những đội bóng kể trên, không có đội nào thu được lợi nhuận từ việc chuyển nhượng. Theo những con số thống kê, nếu lấy số tiền đã bán cầu thủ để bù vào số tiền đã chi ra, thì Man City mới chỉ phải bỏ ra 808 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Tính đến thời điểm hiện tại, Pep đã giành được 15 danh hiệu cùng với Man City. Tính trung bình thì Man City phải bỏ ra 54 triệu euro để đạt được một danh hiệu. Với tổng số tiền là 1,51 tỷ euro đã bỏ ra cho việc mua cầu thủ từ mùa giải 2016-2017, Pep đang là chiến lược gia dẫn đầu trong top những huấn luyện viên chi nhiều tiền nhất. Xếp thứ hai là Thomas Tuchel với 1,18 tỷ euro. Xếp thứ ba là Marc Allegri với 960 triệu euro. Tất nhiên là xét về độ hiệu quả thì Pep vẫn tỏ ra vượt trội hơn hẳn như cái tên kia. Ngày Manchester City vô địch, chúng ta thấy huyền thoại những đội Manchester lần lượt hoan hỷ chúc mừng. Ý tôi không phải là Wigan mà là đại kình địch Manchester United cơ. Manchester City vượt trội hơn Man United thì rõ rồi. Thì để những người dành cả đời yêu Man United chấp nhận điều đó thì thắng lợi đó phải thuyết phục lắm. 2016-2017 là năm đầu tiên mà Pep Guardiola dẫn dắt Man City. Do có những sự bỡ ngỡ với môi trường mới mà ông đã chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 3 cùng với The Citizen. Nhưng đến mùa giải tiếp theo, Pep bắt đầu thể hiện được sự thống trị của mình tại giải quân đội khi giúp Man City vô địch giải đấu với 100 điểm tròn. Một thành tích chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Ngay cả khi thời điểm giải đấu có đến 22 đội tham dự thì cũng chưa có đội bóng nào làm được điều đó. Số điểm cao nhất mà một đội vô địch giành được là 92 thuộc về Manchester United ở mùa giải 93-94. Huyền thoại Man United Gary Neville cũng đã dành những lời khen cho Man City sau chiến tích vĩ đại này. Họ rất xuất sắc ở một đẳng cấp khác, họ là một nhà vô địch kiên định, họ phòng thủ tốt, họ giành chiến thắng ngay cả khi không đạt phong độ cao nhất. Họ thổi bay đối thủ và ghi 3-4-5 bàn thường xuyên. Họ kiểm soát bóng tốt, sử dụng năng lượng trong con người của họ một cách hiệu quả và Man City đã làm được tất cả những điều đó. Sang đến mùa giải tiếp theo, Man City và Liverpool tạo ra cuộc đua song mã hấp dẫn nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh và kết quả Man City giành chiến thắng với 98 điểm, hơn The Kop đúng 1 điểm. Gary Neville sau khi chứng kiến thêm một mùa giải xuất sắc nữa, cùng đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã phải thốt lên rằng đây là đội bóng có thể xem là xuất sắc nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Họ kiếm về 198 điểm chỉ trong 2 mùa giải ngắn ngủi. Đó là thành tích không thể nào tin được.
Không chỉ Nevin mà huyền thoại Man United khác là Rio Ferdinand cũng đăng bài trên Facebook để chúc mừng Man City. Điều này khiến fan của Quỷ Đỏ không hài lòng, nhưng cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng The Citizen đã vươn mình và trở thành một thế lực thật sự của bóng đá Anh. Và chiến tích 4 lần vô địch Ngoại hạng liên tiếp từ 2020 đến 2024 đã tô điểm thêm cho vị thế thật sự của nửa xanh thành Manchester. Khắp các tờ báo KOL nổi tiếng trên thế giới đã dành những lời khen chúc mừng đến chiến tích vĩ đại này của Pep cùng những người học trò. Họ thật sự đã làm được điều này. Man United đã rất nhiều lần có cơ hội để nâng cao thành tích 3 lần vô địch liên tiếp của họ, nhưng chỉ có Man City mới thực sự làm được. Họ thật sự là đội bóng đẳng cấp. Thậm chí huyền thoại Liverpool Jamie Carragher còn tự tin dự đoán được rằng Manchester City sẽ là nhà vô địch từ cách đây 2 tháng. Tôi nghĩ rằng Man City sẽ vô địch giải đấu này. Liverpool của tôi cùng với Arsenal đều có những màn trình diễn tốt, nhưng rõ ràng Pep là cái gì đó quá khác biệt. Ông ấy sẽ giúp Man City tiếp tục thống trị giải đấu. Tôi nói chuyện với Pep khá nhiều qua điện thoại và 4 điều liên tiếp đã xuất hiện trong tâm trí ông ấy trước khi mùa giải bắt đầu. Rio Ferdinand nói, ông ấy nhắn tin cho tôi và giễu cợt rằng nếu họ vô địch 4 lần liên tiếp thì họ sẽ vượt qua Man United. Nhưng trong lời nói của ông ấy, tôi thật sự thấy rõ sự quyết tâm rõ rệt để chinh phục điều đó. Có một viễn cảnh trong trận cầu tối qua là Pep Guardiola giơ số 6 lên, tượng trưng cho 6 cúp. Và 6 cúp đó thì Pep cũng chưa phải là người giành được nhiều cúp nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Nhưng chắc chắn ông là người nhanh nhất kể từ trước đầu tiên rồi. Klopp đã rời Liverpool khiến cho người ta đặt một câu hỏi rằng khi nào Pep sẽ rời Man City để đến với một cuộc hành trình mới? Và nếu thế thật thì di sản mà Pep Guardiola để lại lớn đến đâu? Có đạt đến tầm của Sir Alex Mourinho hay Klopp hay không? Để có thể tôn vinh thêm sự vĩ đại của Pep khi ông cập bến Man City cũng như Ngoại hạng Anh, chúng ta sẽ có bảng xếp hạng với triều đại của từng câu lạc bộ với huấn luyện viên tốt nhất. Với Man City, Pep Guardiola chỉ cần mùa đầu tiên làm quen, sau đó lên ngôi 6/7 lần ở các mùa giải tiếp theo. Ông biến nửa xanh thành Manchester trở thành một thế lực mới của bóng đá Anh thay vì chỉ là một gã nhà giàu mới nổi. Những cuộc đua Ngoại hạng Anh thậm chí có phần trở nên nhàm chán. Mỗi mùa giải người ta sẽ đặt ra câu hỏi ai là đội bóng sẽ cạnh tranh với Man City. Họ mặc định Man City luôn là đội bóng nằm trong nhóm đua vô địch. Những kỷ lục tồn tại suốt bấy lâu kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời đều bị phá vỡ bởi đoàn quân của Pep. Từ điểm số bàn thắng trong mỗi mùa giải cho đến mới nhất chính là chuỗi vô địch liên tiếp của lịch sử bóng đá Anh cũng đã bị phá vỡ. Trong khi đó, Man United dưới thời Sir Alex Ferguson có thể được xem là đội bóng vĩ đại nhất với 13 lần vô địch trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, nếu xét theo tỷ lệ thì vẫn thua Man City của Pep. Tất nhiên, đây vẫn chưa phải là con số tuyệt đối vì mẫu số khác nhau. Man United khi đó vẫn được xem là đội bóng mạnh, nhưng để có thể tạo ra cảm giác khó ngăn cản như Pep thì có lẽ vẫn chưa đủ. Tiếp theo, Arsenal dưới thời Arsene Wenger. Đây là một trường hợp cũng khá tương tự với Man United thời Sir Alex. Chỉ khác ở chỗ thời gian cầm quân của Wenger tại Ngoại hạng Anh dài hơn, nhưng chỉ giành được 3 chiếc vô địch mà thôi. Thứ mà được người ta nhớ đến nhiều nhất chính là lối chơi đẹp mắt của pháo thủ thời đấy. The Gunners, thời thắt lưng buộc bụng mang đến nhiều ấn tượng cho người xem khi gần như luôn luôn góp mặt trong top 4. Khi đấy, đây được xem là sự thành công mỗi mùa giải của Arsenal. Chiến tích vĩ đại nhất mà Arsene Wenger để lại cho lịch sử giải đấu chính là mùa giải bất khả chiến bại 2003-2004. Kế tiếp, Chelsea của Jose Mourinho, người đặc biệt chính là cái tên được trao thưởng niềm tin đặt nền móng cho Chelsea dưới bàn tay của Roman Abramovich. Vị chiến lược gia người bổ để lại dấu ấn khi tạo ra đội bóng với lối chơi xù xỉ, tạo cho người ta cảm giác thất bại ngay khi vừa mới nhận một bàn thua. Tuy nhiên, Jose Mourinho dù dẫn dắt 2 giai đoạn nhưng cũng chỉ kéo dài được chọn 5 mùa cùng 3 chiếc vô địch Ngoại hạng Anh. Nhược điểm so với các triều đại khác là ông khó có thể trụ được quá lâu ở bất kỳ đội bóng nào. Cuối cùng chính là Liverpool của Jurgen Klopp. Klopp cũng đã chính thức nói lời chia tay từ Klopp sau 9 năm gắn bó. Huấn luyện viên người Đức đã biến Liverpool từ một đội bóng hạng B trở lại vị thế vốn có trong lịch sử. Chỉ đáng tiếc, thời kỳ huy hoàng này lại đúng vào thời điểm xuất hiện của Pep cùng Man City. Qua đó, khiến cho Jurgen Klopp chỉ có thể mang về sân Anfield đúng một chiếc vô địch. Và dù bản thân Liverpool của ông cũng ít nhiều tạo ra được tầm ảnh hưởng ở Ngoại hạng Anh, nhưng nó vẫn chỉ dừng ở mức đối thủ cạnh tranh của Man City, chứ chưa thể trở thành thế lực thống trị của giải đấu như những triều đại trước. Sẽ ra sao nếu tôi nói Man City và Pep để lại di sản còn nhiều hơn Manchester United và Sir Alex? Đó sẽ là một mệnh đề gây tranh cãi lớn. Nhưng vấn đề nằm ở việc Pep Team vẫn còn một chặng đường dài nữa để khẳng định vị thế của bản thân. Nếu như Sir Alex đưa Manchester United lên tầm vị thế của một đội bóng vĩ đại, thì Pep Guardiola cũng chẳng làm ít hơn thế là bao. Sự vĩ đại không được xây dựng trong một ngày, và Pep chính là người kiến trúc sư trưởng cho công trình trên. Tất cả những mắt xích kép lại với nhau, vận hành trơn tru đã tạo ra cỗ máy hủy diệt mang tên Manchester City, và đó cũng là cách mà sự vĩ đại được hình thành.